Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình chia sẻ mọi người dự án nhận 10 đô la cái token STF. Và để tham gia vào dự án này, mọi người bấm vào đường link dưới phần mô tả, sau đó làm các nhiệm vụ chatbot. Tiếp theo chọn Start này. Rồi, sau đó thì sẽ follow Twitter và retweet này. Theo dõi. Rồi, like và retweet. Quay trở về bot. Mọi người sẽ join vào Telegram nhé. Rồi, tiếp tục là follow Inta này. Ok, quay trở về. Sau đó follow vào Facebook. Rồi, kích chọn like là xong nhé. Tiếp tục quay trở lại bot. Mọi người sẽ đăng ký kênh YouTube. Để đi bàn nhé. Cái gì? Ừ. Mong nghe gì? Ừ. Rồi, chọn đăng ký này. Sau đó thì sẽ quay trở về. Ở đây thì mọi người sẽ join vào link care này. Rồi chọn follow rồi. Quay trở lại. Mọi người sẽ dõi vào Reddit này. Chọn follow rồi. Rồi quay trở lại bot. Sau đó thì mọi người sẽ bấm chọn submit. Ok, ở đây mọi người sẽ nhập username của Telegram. Rồi, sau đó gửi profiling Twitter. Rồi, tiếp theo thì gửi profiling của Instagram. Rồi, sau đó gửi profiling của Facebook. Tiếp tục nhập địa chỉ VPF 20. Rồi, ok. Như vậy mình đã hướng dẫn xong mọi người tham gia dự án. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.